làm xong cho chị. Xong rồi đó, bây giờ là đã căng bóng rồi nè. Mà không có sưng gì hết. Cổ thì vẫn còn dấu tích một chút. Nhưng mà thôi chắc đến chiều tối hoặc mai thì cũng sẽ đỡ. Mặt và mọc cái... nha mọi người, mặt mọc nha. Trời ơi, ngại quá đi. Dùng kỹ quá thấy rất là lông đẹp chị. Luôn không có một lỗ chân lông nào hết luôn nha. Thích một cái là không cần trang điểm. Dạ đúng đi rồi. Đi đâu một lớp chống nắng thôi là xong. Hoa cái son là xong rồi đó, là rất là khỏe. Nên cái này là nghiện, nghiện là nghiện cái chỗ đó đó. Mà nhìn cái da nó khỏe mà nó bóng. Trời ơi, nó bóng mà như tráng gương luôn đó chị. Tay thì chị chỉ có mấy cái nốt nhỏ nhỏ thôi. Bác sĩ đang điều trị cho bên tay còn lại đó. Đó, hai bàn chị tay cho em coi bàn tay của chị coi. Trời ơi, quá là đẹp nha chị. Đến hẹn lại lên là chị ghiền lắm. Lần nào là chị cũng phải super nano collagen là mày nghiện cái này lắm luôn đó.